chào tất cả các em. Thì bài học hôm nay các em sẽ làm cho cô là 4 bài tập nha các em. Các em tự xem video và tự hoàn thành các bài tập nhé. Các em cố gắng làm đúng các bài tập nha các em. Các em bắt đầu làm bài tập